Chào mừng các bạn đã đến bản tin 24 giờ. Sau đây phần tin: người phụ nữ bị xe tải tông kéo gần 30 m. Vụ tai nạn xảy ra vào 13 giờ ngày 6 tháng 1 tại khu vực vòng xoay đường Vành Đai Chắn, thành phố Buôn Ma Thuột, thôn 3, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, khiến mọi người bị thương nguy kịch. Người dân tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe máy mang biển số 47L93893 do chị Nguyễn Thị Hoài sinh năm 1981, trú thôn 3 xã Cư Êbur điều khiển xe trên đường B thôn 3 rồi thẳng băng bùng binh đường Vành Đai thành phố Buôn Ma Thuột thì cả ba người xe bị taxi của hãng LmN biển số 47A06473 chạy với tốc độ tông vào, kéo gần 30 m rồi mới dừng. Hà bị thương rất nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy lọt dưới gầm taxi vỡ nát, hư hỏng nặng, xe taxi bị vỡ hỏng phần đầu. Nhân chứng của Nguyễn Sỹ Đại trú tại sân Êpur sống cạnh hiện trường cho biết, xảy ra tai nạn bị taxi dập rất nhanh. Cũng theo ông Đại, khu vực bình đường này thành phố Buôn Ma Thuột, thôn 3 hành thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên gần một tháng nay, tai nạn tại đây xảy ra 10 vụ tai nạn khiến người dân bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột đang điều tra và làm rõ. Cảm ơn các bạn đến phần tin vừa rồi và hẹn những phần tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.